Ok, tháng này mình về thêm được mười mấy mẫu, những mẫu mới mới nè. Ok, thì sẽ điểm lại giá 140 mẫu này cho các bạn luôn nha. Rồi, nói trước là giá là không bao ship, không tặng gì hết. Đây, sẽ bắt đầu từ những cây 20 ngàn. Đó, 20 ngàn một cây. Những cái mẫu này á, nếu các bạn vào biết đặt trên Shopee thì các bạn bấm xuống phần mô tả, mình sẽ để đường link Shopee cho các bạn đặt luôn. 20 ngàn. Còn ở đây, những cái mẫu ở đây, những mẫu mà có giá từ 90 ngàn trở lên khi các bạn mua hai cây thì mình sẽ bao ship nha. Còn những mẫu dưới 90 ngàn, dù là 85 ngàn trở xuống cũng vậy, là mình sẽ không bao ship trừ khi các bạn mua nhiều. Rồi, đây là ví dụ như cái này 20 ngàn cây thì cây lời có mấy ngàn thôi. Các bạn hỏi mua hai cây, ba cây, bốn cây có bao ship không thì trả lời là với các bạn là không nha. Là các bạn phải xuống phần mô tả có đường link các bạn đặt, hoặc là các bạn mua kèm theo những cái này hay mua thêm kèm theo cái gì đó. Chứ 20 ngàn là lời có 3 4 ngàn một cây thôi đó. Rồi. Bắt đầu từ những mẫu tốt xuống đi nha. Cây này là VIP 7 nè. VIP 7 bo mài góc cạnh chặt 7.5, điện phân lên màu titan, chất liệu là inox, được chưa? Tất cả hàng ở đây đầu kẹp đều là 19 19 năm á, tức là đầu kẹp là 20 nhưng mài một ít rồi thì nó còn 19 năm. Có những cái nào mà mài ví dụ như cái này xưởng người ta làm xong người ta mài sơ sơ lại như thế này là nó còn khoảng 10 gần 20. Nhưng mà về như những cái cây mình gia công lại thêm một cái nữa thì nó còn khoảng 19 năm. Được chưa? À, các bạn nhìn nè, VIP 7 đó, VIP 7 có cũng là nó thôi nhưng mà nó có giá tiền khác nhau. Bắt đầu từ cây này rồi tới cây này đi, cây này đi nha. Cây này là VIP 7, cây này là không lượng đầu chạc nha các bạn ơi. Hàng là hàng trưng bày nhà nha, các bạn mua hàng mình sẽ lấy hàng mới trong kho gửi đi nha. Cái này là dán cái mã dán cái giá tiền vô để cho khách tới lựa, chứ để quay video thôi. Các bạn mua sẽ đưa cái khác, cái này để lâu quá thì mình sẽ đem đi hoàn thiện, nó sẽ ngon lành cành đào lại như thế này nè, ví dụ như thế này nha. Đây nè, rồi cái này là không lượng đầu thì 120 ngàn nè, cái này lượng đầu chạc nè thì mà 140 ngàn. Còn cái cây này cũng là lượng đầu chạc xong rồi mài góc cạnh bo mài thêm nữa thì là 190 ngàn. Đấy nè, 1 2 3 4, tiền nào của nấy đúng không các bạn. Rồi cây U7 là 120 nha, nó rất là đẹp rồi, cầm rất là êm rồi. Nhưng mà ai mà thích sang chảnh hơn thì bo mài ốc cạnh thì thêm 60 ngàn tiền công nữa là ra 180. Thích đẹp hơn nữa thì thêm hai cặp ốc này vô, hai cặp ốc điện phân titan thì nó sẽ ra 200 đó. U7 là chạc 7 nha. Rồi U7 này điện phân lên màu titan luôn. Đó, cái cây này thì 200 ngàn. U7 điện phân 200 ngàn. Hego tương tự nè, cũng có 3 loại luôn. Hego nhám 90 ngàn, chạc 7 và chạc 7.5. Đó, nó có 2 loại. Mài rồi thì thêm 60 nữa, điện phân lên màu titan thì 200. Bản đồ tương tự nè, bản đồ bo mài xong rồi điện phân lên titan thì 200, bản đồ nhám thì 90. Đầu lâu chiếc lá là 220. Đầu lâu chiếc lá này là 220 nha. Inox điện phân lên màu titan á. Rồi bóng ngon lành cành đào này thì 130. Mắt cáo nè, điện phân lên màu titan. Tức là cái những cái hàng mà điện phân lên màu titan của mình là đã được bo mài thủ công lại rồi hết nha các bạn. Là nó sẽ cộng thêm 60 ngàn tiền công rồi đó. Chứ mà không bo mài mà điện phân lên thì chơi cũng như không thôi.
nè, mắc cáo bo mài rồi nè, 150. Con này là 90 đó, mắc cáo nhám. Cái này là keo bằng ná con khỉ nè, 200.000 nè, chạc 7.5. Quyết kiếm T3 bo mài điện phân logo 230. Thiên thần ác quỷ 200.000 nè, chạc 7.5. Bo mài rồi đó nha, điện phân luôn. 180 nè, 180 thì bo mài. Nhám thì 120. Cá mập 120. Quỷ mắt xanh nè, quỷ mắt xanh 260 nè, bo mài rồi điện phân lên màu titan nè. Còn cái cây này là cũng bo mài nè, xong rồi cắt khe 500 nè, đóng chốt pin nè, 280.000 nè. Lượng đầu chạc luôn, chạc 7.5 hết nha, mắt quỷ 7.5 hết. Rồi tiếp tục, cây này là bo mài luôn, như bo mài nhưng mà không có gắn 500 mà cũng không điện phân thì 190. Rồi mà nếu mà bắt bóng bình thường đó, nhưng mà khi hàng mình nhập về nó như thế này thôi thì 140. Tê sói nè, sói 280.000 nè, bo mài và cắt khe 500 nè, gắn 500 luôn, sau đó là đóng chốt pin luôn, 280, 7.5, 7.5 hết nha. Đây cái hình đầu sói là 7.5 hết. Còn cây này thì bo mài rồi điện phân đó, điện phân 250. Còn cây này là bản bình thường đó, nhập về là nó như thế này, đánh bóng sẵn ha, cầm cũng êm, ngon lành cành đào, có thể chơi được luôn rồi. Tất cả ná đây cây nào cũng có thể chơi được hết, nhưng mà ai thích đẹp hơn thì tốn thêm tiền thôi, 140. Cây này là nờ sói, nờ sói thì nó không có lượng đầu chạc nha, cũng 140 bằng cái bằng giá cái cây di sói này luôn. Đại bàng gồng nè, 160 nè, bo mài rồi nè, chặt 7 nè, nhám nè, 100 nè. Đại bàng 2 chữ N, sói hú nè, kêu bằng đại bàng sói hú 140. Còn cái đại bàng sói hú mà bo mài xong và điện phân lên màu titan logo luôn nè thì 220. Còn này là đại bàng chữ B, 140 nha. Đại bàng chữ B này không lượng đầu thì bán 120. Cái này lượng đầu thì bán 140. À, CG7 nè, bo mài xong điện phân lên màu titan thì 200 nè. CG7 mà bo mài thôi thì 150, còn CG7 nhám thì 90. Loại đẹp nha. Nếu mà có nhiều người ta bán giá rẻ hơn đó, hay người ta bán hàng thanh lý, ví dụ như cây ná nó bị cái gì đó, bị chày xước, người ta không có thợ mài lại, không có hoàn thiện lại được, thì người ta sẽ bán thanh lý cho khách, về khách tự làm. Rồi ví dụ như mình cũng có lỗi nè, đây nè, cái cây này lỗi nè, nhưng mà có một mình nó thôi nên mình không bán, mình để nhà thôi. Các bạn thấy không, nó không cắt lỗ luôn nè, nó quên cắt lỗ nè. Cầm rất là nặng tay nha. Rồi cây này là hồ đẹp nha. Hồ đẹp nè, khi nhập về nó như thế này thì 140. Ok chưa? Nếu mà bo mài xong rồi điện phân logo cái con bướm này lên luôn thì 201. Đó, ai muốn gắn thêm ốc titan, ốc điện phân titan thì cứ 10.000 một con, 20.000 một cặp nè. Ví dụ như cái cây này nè, hồi nãy mình nói là bo mài thì 180 đúng không? Gắn thêm hai con ốc này vô thì mỗi một con hết 10.000, hai con hết 20, nó ra 200. Rồi, cây này là cây pha lê 50.000. Nhựa vành 40. Ná dây tròn 90.000. Ná dây tròn, cách sử dụng của nó như thế này nha, cây này thì 100, ná dây tròn đỏ 100, rồi ná dây tròn xám thì 90. Ná dây tròn xám thì nó có cục 500 ở dưới, tròn đỏ thì không có, nó gắn dây như thế này nè, ở trong sợi dây có một cái viên bi, bỏ vào đây, rút lên là nó qua, là mình sẽ bắn được, có thể bắn được cá và bắn được chim bình thường, ai thích chơi cái gì thì chơi. Ưng vương hình nè, 90. Bo mài thì 150, chặt 7.5 đó. Cái này là ná cú, cái này hình con cú nè, cái này hình con rồng nè, kêu bằng cú rồng nè, 150 nè. Bò cạp rồng 150 nè. Pitbull, con chó với con rồng.
là 150. Còn cây này là phục hổ nha, cây này thì độ ốc điện phân titan giá 90.000, chạc 7.3. Ethena, Ethena bo mài thủ công. Cây này là còn cái cây thanh lý. Cái cây này là nhập về rất là lâu, giá nó còn hơi cao nha. Bo mài rồi, giá 108, chặt 7. Cây cuối cùng. Sẵn thì review luôn thôi. Ưng Vương này 120 nha. Ưng Vương 3. Chặt 7.5, 120. Ưng Vương kiếm nè. Ưng Vương kiếm 140.000 nha. 140 mà thêm ốc á. Thêm ốc này vô. Đó, mình đang gắn hồi nãy mình tính gắn thử mà mình kiếm không thấy. Thêm ốc này thì ra 160 nha các bạn. Rồi cái cây bình thường là 140. Cái này là ưng long nè, 130 nè. Đồ trưng bày nên nhìn nó hơi chày, nhưng mà nhà mình không có chỗ để trưng bày, phải trưng bày ở đây. Long phụng 130. Long kê là long kê 130 luôn. Nhưng mà nếu bo mài như thế này nè, thủ công thì ra 190 nè. Sát thủ tiếng hon chặt 6 nè, 101. Rồi long kê bình thường nè, mà gắn ốc titan nè. Bỏ qua đi ha. Long kê 130 đó, ai muốn thêm ốc có thì ra 150, bo mài á thì 190. Cái này là sư tử đao, nó hay gọi là sông đao đó, 135.000. Hồ ly hoa sen nè, 150 nè. Cái này là con trâu rồng nè, có 500 nè, 160. A7 90. Bo mài thì 160. Bo mài thì 150. 150 nha, cái này dán lộn rồi. Bo mài thì thêm 60.000 thôi, ra 150. Bước kiếm T3, T2. Kiếm T2. Chạc 7. 230, đó, bo mài rồi, điện phân. Bách quỷ nè. Bách quỷ 130 nè. Hung tơ nè, có khe 500 nè, 160 nè. Sao thiên mã đại bàng có khe 500 luôn nè, 140. Cái này mới giảm giá nha. Bo mài thì thêm 60.000 vô. Còn cái này là sao thiên mã nhưng mà không có 500 nha. Cái này bo mài rồi thì 190, nhưng chưa bo mài, không bo mài thủ công nha. Đó thì 130. Cây thiên nga 130 nè. Thiên kiếm nè, 95.000 nè. Tam sói 201, cây này là bo mài rồi. NT nè. NT 140. Không lượng thì 130. Z 160. Có 500. Z cái hình gói thuốc Z nè. 130 đầu lâu TH này chặt 8 nha. Cái này song đao 140. Bách quỷ 120. Cây này là quỷ già so 140 nè. Cây này là 200.000 nha. Cây này là ngựa, cái này là thiên mã giọt lệ nè. Con ngựa là hai cái hình giọt nước mắt nè, kêu bằng giọt lệ nha. 200.000. Chặt 7. Thiên mã. Cái này là thiên mã thôi. Bo mài rồi 190. 120. Cái này là ma vương nha. Sư tử rồng 130. UFO nè 150 nè, bo mài rồi nè. Chưa bo mài thì 90 thôi. Chưa bo mài đây. Chưa bo mài nhưng mà các bạn vẫn chơi bình thường nha ha. Các bạn nhìn nè, vẫn chơi được đó, nhưng mà cầm nó sẽ không êm bằng cái loại đã bo mài, và góc cạnh của nó sẽ không được xử lý bằng, không ok bằng cái đã bo mài thôi. Tiền nào của nấy thôi nha. Người nói robot nè, 150 nè. Rồi video dài quá rồi. Cái phần này mình giới thiệu sau đi nha. Cái phần ở đây còn khoảng 30-40 cây, cái loại dưới 90.000 mình giới thiệu sau. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.